Chào mừng chị quay lại với kênh Tiếng Anh là bài. Hôm nay chủ đề sẽ là nếu mà chị học online một một với cả giáo viên dạy tiếng Anh, tiếng Đức hay tiếng Tây Ban Nha, nói chung là ngoại ngữ ấy, thì là lên nói 100% ngoại ngữ với ông thầy đó hay là nói tiếng Việt xen lẫn tiếng Anh. Thì tôi cũng là người đi kèm tiếng Anh online lẫn kèm các bạn ra lên phố, ra công viên nói chuyện với Tây. Nhưng mà khi học online thì tôi sẽ, ví dụ học tiếng Anh thì tôi sẽ nói 100% tiếng Anh với cả học sinh của tôi, người học của tôi đấy. Thì tất nhiên là sẽ có những lúc người học người ta sẽ có những cái từ vựng và có những cái họ không hiểu thì họ sẽ hỏi bằng tiếng Việt, hỏi bằng tiếng Việt đấy. Thì tôi sẽ giải thích có thể bằng tiếng Anh, có thể bằng tiếng Việt, nhưng mà nói chung là trong một buổi học ấy 100% là có thể bằng tiếng Anh. Thì nếu mà thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ nói tiếng Việt chỉ khoảng độ 5 đến 10% thôi, thế còn 90 đến 95% thì là nên nói tiếng Anh. Thì cái điều đó là tốt cho học viên thôi, tôi học viên thôi. Thì kể cả trong có trường hợp mà không hiểu thì có thể là chúng ta nghe bằng tiếng Anh thì chúng ta có cái phản xạ. Thì tất nhiên là giải thích 5 đến 10% bằng tiếng Việt trong cái buổi học đó cũng là ok, rất là được rồi. Đấy. Còn nếu mà trong buổi học mà anh chị học tiếng Anh hay tiếng Đức mà anh chị toàn nói tiếng Anh à tiếng Việt thì khoảng 3 40% trong cái buổi học đó thì tất nhiên là cũng trong buổi học đó nó sẽ không được sự hiệu quả. Đấy là theo ý kiến cá nhân của tôi. Đấy, nếu chị mà học online một một tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp thì gần như anh chị nên nói 90 đến 95% bằng cái ngoại ngữ đó với cả ông thầy giáo đó, và bản chất ông thầy giáo đó cũng phải nói 90 đến 95% bằng ngoại ngữ với cả học viên của mình. Đấy. Nếu mà người học viên, người thầy giáo đủ trình độ, đủ khả năng thì họ sẽ nói ngoại ngữ đó, chứ không phải nói bằng tiếng Việt, cứ liên thuyên bằng tiếng Việt có nhưng ít thôi, thì nó sẽ hiệu quả cho người học. Đấy là điều tốt cho người học.